Hi, chào mấy bạn. Hôm nay mình lại vào vườn nha và tiếp tục là đi hái ổi mấy bạn. Thấy ổi chín nữa nè kìa. Trời ơi, cái trái trái vú sữa bằng kim thấy thương các bạn. Đó, đây. Mình mới đi tháo bọc nè các bạn. Đó. Đây, tay xách cái vỏ đây. Đó, đây. Là mình sẽ hái nha đây. Đó, trái qua trái ha. Rồi, giờ là mình bắt đầu mình đi hái nha các bạn. Hái đi mẹ. Dễ ngắt trên này đi. Tùy mẹ hả? Ngắt được không? Dai quá không? Cái kéo nè mẹ. Kéo nè. Cắt. Đó, bữa nay có mẹ hái rồi. Rồi, bỏ vô đây. Đi qua đây nè mẹ. Đi đi đường này vô nè. Cẩn thận á. Đây. Vì cái chùm này tới 4 trái luôn nè. Trái. Cưng quá cưng. Trời ơi, cắt lần hai trái đi. Cắt kiểu đó cứng mà mày cắt hết đâu. Rồi. Bẻ cái lụi cái gì. Đó. Rồi, rồi, bốn trái bỏ vô đây. Trái đây nó nè mẹ, nè. Cẩn thận nha, bước đây nè. Đây ha. À. Này mẹ mình đi thu hoạch nha mấy bạn. Đó, à, đây. Rồi qua đây. Hết luôn hả? À, thì giờ nó có mấy trái chín, mình hái mấy trái chín thôi. Đó. Đây, bỏ vô đây. Còn này, này để. Hai trái không, con lột rồi mẹ cứ hái. Là lột rồi có nghĩa là nó chín rồi đó. Rồi đây là đây là mình được hái được mấy trái trời cũng nhiều quá rồi mẹ mấy trái 4 nè 5, 6, 7, 8, 9, 10 trái vậy là hôm nay mình hái được 10 trái ổi nữa nha bạn trời hôm bữa hái mười mấy trái luôn hái xong cái cây trụ lũi rồi còn mấy trái luôn mà nè còn thằng thòn trên cây có mấy trái thôi rồi giờ đi kiếm cái còn gì khác để thu hoạch nữa không nha các bạn mình thấy có cái trên dây này chín nè các bạn đây rồi trời đó có đụng tới cái nó rụng luôn đây chín rồi ngon rồi trái này cũng rụng luôn nữa bạn trái này chưa tới ngọt hả mẹ táo ngoài vườn mới hái được hai trái chín á là bữa con ăn trái mẹ ăn trái đó rồi, để kiểm này còn trên dây không bạn ơi nó rụng nó nằm dưới đất nữa bạn đâu thấy đâu đó, quay qua thấy lụm nó chín nó rụng bữa nay nhìn hơi khó kho bạn có mấy cái cọng xà lách nè hái luôn đi bạn ơi đầu ốm nhôm nhét cao mềm hiểu bỏ vỏ luôn đây nha đó xà lách của người ta nhìn thấy mê còn của mình gì mà nó cao mà nó kỳ lắm bạn đây giờ mình tước mấy cái lá rồi bự bự này mình ăn đó. Này giống củ cải đó mẹ ơi. Dạ cái đó củ cải đỏ mẹ. Ừ đó vậy. À, còn cọng salad nữa không? Đây. Đây có mấy cọng nữa nè mẹ. Lá nào non thì mình ăn cái lá nào già dạ, bỏ lại. Rồi cái trái bí gì đâu rồi? Đâu rồi? Bữa nay không coi là nó mai nó bự à. Đó nhà sao mẹ. Ừ. Hai trái bầu đó héo rồi hả? Cầm dây bầu nó hiu rồi. Dây bầu đó xong rồi. Rồi. Vậy là nó xà lách hái được có ít nè bạn. Rồi, có còn gì nữa để thu không nha bạn. Ủa anh hái thêm ít ra tay tượng hay gì vậy? Nè. À. Anh kéo cái kéo trái mướp nó ra đi. Kéo ra để nó bị dướng. Mướp con nó đậu. Cắt đầu găm nha. Đâu nè. Trời ơi. Thôi có kéo rồi. Đầu găm bữa nay tốt kìa. Ừ. Ngon quá. Cắt cái này là phải tốn thuộc vịt lộn đó nha. À, cắt rau găm ai cũng ngộ ha. Cứ rau găm là liên tưởng tới vịt lộn. Trời ơi làm nổi ăn cũng ngon đó mẹ. Ủa quá trời nè. Nó lên tốt bữa nay không gạo đi ý. Bữa nay lên đi tốt quá tốt luôn. Ai. Rau găm thì trồng ở mé mương đồ nó tốt. Trời ơi tốt quá tốt nè. Vậy là ngày mai là tốn gà kho nữa rồi. Ồ, gà kho rau găm cũng ngon luôn. Vịt kho rau găm cũng ngon luôn. Nè một đống nè đó. Đúng là mình không có biết quay. Đó, nó cắt gì đại đi. Ngày mai cái nó lên. Bên này nè cả đống nè. Rồi khoan quay bên đây xong cái đã ha. Ôi. Quá đã
Ồ, nó tươi kìa mẹ. Thấy cái chỗ ô găm. Bên đây đi, cái bụi này đi nha. Rồi, rồi đang để nè. Ôi. Ừ. Nhìn mấy cọng ô găm thấy thèm luôn. Ủa, bên đây nữa đi, bên đây nè. Qua đây, qua đây. Rồi. Qua đây, qua đây. Gọi điện lễ nó coi nói sao đợi mà lâu quá vậy. Trời ơi, tốt. Rồi, đây, này quay hái được đống cầu găm luôn. Rồi, giờ mình đi vòng vòng nữa coi còn cái gì để thu hoạch nữa không nha. Đây. Leo lên cây mít tố nữ nè bạn, kiểm có trái nào chín không nha. Chứ hôm nay không có nghe mùi màng gì hết á. Nhưng mà mình kiểu mình leo lên mình kiểm vậy đó. Có không anh? Không, vậy là bữa nay trái nó... này này không có trái chín nè bạn ơi. Này mới tôi nướng mới trái chín nè. Hôm qua chín trái bự quá bự mà mình giờ mình cho nhỏ bạn mình rồi. Còn có mấy trái cóc mà bạn đè hái luôn cho rồi bạn ơi. Công. Đó ơi ngoài đó còn trái kìa. Hái luôn, còn mấy trái hái cho hết. Rồi, phía sau lưng. Rồi, qua sau lưng đây nè. Đây này, đây con trái nè. Đó. Hai ba trái nó hái luôn hết rồi nè. Trên đó còn hai trái nó hái luôn. Cẩn thận cái cốc nó giòn. Rồi. Đây. Đây đây bỏ chứ. Đó được mấy trái đây cũng đây nữa nè. Để lụm nó. Rồi, đó hay được mấy trái cóc nha các bạn ơi. Các bạn ơi, hôm nay mình chỉ thu hoạch được nhiêu đây để bạn. Đây, ít salad ha. Cái này là tai tượng ha. Trời ơi cái mớ rau găm này nó ngon quá chừng chừng mấy bạn ơi. Đây được ít trái cóc các bạn. Còn bên đây là ổi nè. Đừng với chanh dây. Đừng có ngoại thằng cắt mít nha. Đây bữa nay lấy mít tới cắt bạn. Bao mình đi vô coi chung nè. Coi cắt mít cái này coi có bán được đồng nào không bạn. Đó. Hôm nay chỉ được có nhiêu đây thôi nha bạn. Đó. Quá chừng chưa. Ổi ngon quá ngon bạn ơi. Ổi cái nào cái đấy nó ngon dữ lắm mấy bạn. Thích ghê luôn. Ổi nè, chanh dây. Đó, được có nhiêu đây các bạn ơi. Kệ lâu lâu ngày nào vô vườn cũng có thu hoạch nào vui rồi ha bạn ha. Một cây quá trời. Ông mình cũng cảm ơn mấy bạn đã xem video của mình nha. Nếu mấy bạn thích tặng cho mình một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh, mình cảm ơn mấy bạn rất là nhiều nha bạn. Trời ơi, ổi trái đã lắm mấy bạn. Nè, chùm chùm nè. Ổi nữ hoàng nha bạn. Trời ơi, cưng chưa? Thương quá. Đây. Trời ơi, mê nhất là cái bó rau găm nè bạn. Ui, nó thơm. Nó tươi xanh mà là thơm á bạn. Đó. Đây rồi. Nay mình thu hoạch chỉ được có chi đây thôi bạn đó, không có chỗ ngồi với bạn ơi. Giờ người ta sửa nhà cửa nè, các bạn coi bàn ghế đồ tùm lum thấy không đó. Rồi cái mình đâu có chỗ đâu rồi mình để đồ trưng bày cho nó đẹp bạn, chui vô cái chòi để ngay chỗ cái miếng dán ngồi đỡ nữa bạn. Không có chỗ. Bây giờ để mình coi coi lấy mít họ cắt được mấy trái không bạn, này coi bán được nhiều không biết nữa. Rồi chào tạm biệt các bạn nha.